chào tất cả quý vị, anh chị em và các bạn. Hôm nay chúng kết đang lên sóng test với quý vị, anh chị em và các bạn một cặp loa VIP của hãng con này của hãng Victor, model là EAX50. Cặp này thì cách đây khoảng độ 4 tháng trước em đã về một cặp tương tự như này thì em đã bán rồi. Cặp đấy thì nó về hình thức là đẹp xuất sắc. Thì cặp đấy thì trong video đó em bán giá là 2.500.000 đồng. Còn ngày hôm nay em lại tiếp tục về một cặp nữa của hãng Victor là EAX50 vẫn giống như vậy. Tuy nhiên thì cặp này hình thức của nó thì nó có kém hơn một chút xíu so với cái cặp lần trước em về, và nó bị không có e căng đấy. Và ngày hôm nay thì nhân dịp là ngày lễ 34 thì em sẽ bán giá xả cho tất cả các bác và anh em chơi với cặp này với mức giá cực kỳ rẻ thôi. Cặp này em bán với giá là 1.700.000 đồng các bác nhé. Đấy, rẻ hơn là 800.000 đồng, rẻ hơn 800.000 đồng so với cái cặp đẹp trước em bán nha các bác nhé. Đấy, thì cặp này thì nó thiên hướng nhiều về chuyên âm bass, rất hay luôn. Đầu tiên em đo kích thước của loa cho các bác xem nhé. Chiều cao là 29,5. Chiều rộng 18,2. Chiều sâu là 23,5. Đó. Rồi, bây giờ thì đầu tiên em mời các bác trải nghiệm chút xíu cái chất âm của cặp loa, sau đó là em sẽ quay chi tiết cái hình thức của loa, và cuối cùng là em sẽ trao đổi với các bác về cái hình thức mua hàng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén. Nè cô Sáu, cầm ly ta rót đèn. Riêng ly này tôi chúc chao tân lang, tiếp thêm ly này tôi chúc gái giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết rằng rằng. Theo dõi video test chất âm của Chu Kiên Audio. Bây giờ em bắt đầu đi quay luôn cái hình thức của cái cặp loa này các bác nhé. Đấy, đầu tiên em quay mặt trên của loa. Rồi, bây giờ em quay đến mặt tiền của loa. Như em nói ở ban đầu video thì cái hình thức tổng thể của cái loa nó không được đẹp lắm. Đấy, cho nên là cặp này em sẽ bán giá xả cho các bác nhé. Xả hơn, thấp hơn 800.000 so với những cặp đẹp. Những hàng này thì nó cực kỳ ít về đấy các bác nhé. Thi thoảng thì có một về được một con. Hàng này nó cũng tương đối là hiếm. Con này bát của nó đánh cực hay luôn. Hay hơn những dòng bát on kill trong tầm giá. Em khẳng định là hay hơn những dòng on kill trong tầm giá. Chép cũng rất là khá luôn, sắc bén luôn. Tiếng chép rất là bén. Núm bát này, nhìn hay chưa? Kim loại đấy các bác nhé. Vân là vân cao su zin nguyên bản, mềm, rất mềm. Công suất hai loa là 100W, chịu kháng 6 ohm. Bác nào nhanh tay đặt hàng thì liên hệ với số Zalo của em là số 0975 575 262. Rồi, không thấy chú nhân tắt em đi đã. Để em rút cái rác em quay đằng sau cho các bác xem luôn. Rác của nó rất chạm bắp chuối các bác nhé. Để các bác có thể mua những cái
những cái rác loa về có cắm hoặc có cắm trực tiếp đây cũng được, không sao cả. Đây là mặt sau, nhìn khá là uy tín luôn anh em nhé. 50W 6 ohm, series là cùng series luôn, đít là 718. Đây 718 các bác nhé. Quay trắng nó mờ quá, nó bị phản quang. Đít là 718, hai con bao cho các bác đít là 718 các bác nhé. Mà em bán hàng giao đúng con em quay. Đấy. Rồi 1,7 triệu thôi anh em nhé, bao ship anh em. Rẻ hơn so với cặp đẹp là khoảng 800.000. Cặp đẹp thì giá là 2,5 triệu. 1,7 triệu bao ship nha các bác nhé. Các bác chú ý nhé, tất cả các đơn hàng bao ship bên em các bác vui lòng chỉ cần đủ luôn. Còn nếu các chuyển cọc thì bác vui lòng là chuyển cọc trước cho em là 300.000 đồng với một sản phẩm. Tuy nhiên thì nếu có chuyển cọc thì các bác sẽ thanh toán phiền phí giao hàng giúp em. Đấy. Còn mọi đơn hàng chỉ đủ em miễn phí ship luôn các anh em. 1,7 triệu cho cặp Victor EX50. Đấy, gọi là cặp EX50. Xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Trung Kiên Audio.